Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Evan 3. Ngày hôm nay mod pack đã được cập nhật lên một phiên bản mới, có thêm một vài mod mới và những thứ không cần thiết đã bị loại bỏ bớt. Và chúng ta đã có một cái cửa đi qua Nether. Thì Nether nó cũng bình thường thôi và đây là Nether code mình kiếm được ở bản. Ở bản coi chơi. Đây, dịch chuyển qua. Biến qua. Và đây là Nether Và bước ra bước ra bước ra Và thấy em zombie pigman bận áo giáp luôn kìa Ghê thật À vẫn còn đem thì đỡ Và đập cô ban chơi coi Ây núp 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 Ây da Ây da <laughs> Không núp được rồi con gas nó ghê quá Và khu vực này coi bộ cũng rộng rãi thoáng mát cho tụi gas bắn ha Chúng ta có rất là nhiều thứ ở nơi này Dạ, chúng ta hãy lại coi con này coi Nó cầm cây kiếm kiểu gì vậy? Ấy, muốn gì đây cưng? Zombie hả? Chứ phải là zombie pigman hả? Tên nó là zombie hả? Chắc là cái wala nó bị gì rồi? Lên coi thử coi oh, zombie chứ phải là zombie pigman Và cái gì đây? Đây là cái gì đây? Đây là ba san của Quark rồi chúng ta có thêm một vài loại khoáng sản mới À, Adai nè Cây này đào tốt luôn ha Rồi, khỏi lo luôn Và cái gì đây Đây là Burnium Ồ, à, bước lên bị cháy nha Đó, bước lên cháy Không được Ăn vô coi Đừng có tử nạn ở đây nha Và đây là cái gì Fallen Brand Ừ, cái cây hả Chúng ta kiếm được Burnium Ồ, oh, Burnium Rồi và đồ thì không biết là có bị mất khi chúng ta quăng lên trển không ha Thử Không, đồ không mất Lẫm lại, trái Đó Đây Và khu vực này cũng khá là rộng Nói chung là được Không có kế bên một con sông nhâm thạch hay cái hồ nhâm thạch nào đó Không có gây nguy hiểm tới tính mạng của người chơi là ok Và chúng ta có mấy cái này đem về được nè Theraqueous Chừng nào chúng ta xài chúng ta đem về và nhìn xung quanh thì không thấy nether fortress Giờ mình sẽ quay về Khoan khoan khoan, dập lửa, dập lửa Tắt lửa đi Được rồi, đừng cháy nữa Nghe lửa cháy mệt lắm Biết tài rồi, giờ chúng ta hãy lắp lại luôn đi Rồi, và bước vào Tin buồn là mình vừa bị crash xong Chúng ta bước qua cửa nether đi về Overworld là crash à Cái lần mà mình đi lấy nether core cũng vậy thì mình nghĩ đây là bất và cái chuyện đó cũng bình thường thôi khi chúng ta đang chơi những cái phiên bản mod pack mà thuộc dạng thử nghiệm nó chưa có gì chính thức cả bởi vì tất cả những cái mod trong này vẫn đang được cập nhật lên 1.10 hết mà nên crash là chuyện bình thường nó không có bị mất đồ là được và đừng có bị hư luôn cái thế giới là hai cái thằng đó mới mệt đó nếu mà hư luôn thế giới là mệt đó giờ mình sẽ quay về nhà để chúng ta chuẩn bị xây căn cứ trong tập này nào trong tập trước mình đã giới thiệu với các bạn cái mod Easy Storage để chứa đồ Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái mod khác cũng giống như Apply Energetic nhưng mà nó sử dụng năng lượng Thì thằng này là cái chúng ta cần Đầu tiên chúng ta sẽ làm những cái cable trước và chúng ta sẽ cần những cái ton slab Thì ton slab làm theo công thức này được luôn hả? Ồ, oh, nó cho chúng ta nhiều sự lựa chọn ha Mình sẽ chia phân nửa và chúng ta làm như đây thôi Nhiều đó được rồi và chúng ta làm những cái link cable trước đi ta sẽ cần khoảng 24 là nhiều rồi đó. Ta không cần nhiều tới mức đó trong cái phần này và chúng ta sẽ cần phải có code lock thì chúng ta sẽ chuyển 4 cái 1 2 3 4 xong. Rồi, giờ mình sẽ làm cái đầu tiên là thằng này. Đây, đây là cable master, đây là trái tim của hệ thống và chúng ta sẽ cần thêm một cái item request và mình cần thêm vàng. Chúng ta có vàng ở đây. Giờ chúng ta sẽ lấy thêm vàng Ta cần một cái crafting table uh -oh. Đây 1, 2, 3, 4 Và đây Crafting table Và để vào trong Bấm Và pen Đây là hai món cần thiết Giờ chúng ta sẽ đặt cái thằng cable master xuống và nó đã có điện rồi đó, thấy chưa? Đó, đó đó, RF 32.000 trên 32.000. Giờ mình sẽ để thằng này xuống nè, ở ngay tại đây và chúng ta có thể mở lên bây giờ mình có thể bỏ đồ vào trong này được chưa tại sao chúng ta chưa bỏ đồ vào được không bởi vì chúng ta sẽ cần thêm một vài thứ và chúng ta sẽ cần đây là item request đúng không và chúng ta sẽ cần một cái là item box nó đây nó sẽ cần để có thể chứa được đồ và bỏ vào trong này một cái bởi vì mình không muốn sử dụng loại gỗ đó loại gỗ đó mình dự định để xây nhà mà ừ? mình hết còn này nè mình ghét thằng này là chúng ta phải xây mấy cái nâng cấp mệt chúng ta làm một cái item box một cái thôi và chúng ta sẽ gắn nó ở đây và đây giờ chúng ta có thể mở lên bấm ở đâu bấm trên này thì thằng này để chứa đồ mà thôi giờ mình sẽ bỏ vào trong này kim cương giờ bỏ alabaster vào bỏ vào bỏ vào ship vào ship bấm vào cho lẹ oh thấy chưa thấy chưa thấy chưa và chúng ta không bị giới hạn bởi số lượng đồ nó đang chích tích trữ Giờ làm sao ta Giờ đáng lẽ không nên để bên dưới Và chúng ta mở lên không thấy Item box chúng ta nên để phía trên Rồi giờ mình coi Đồ vẫn còn nguyên nguyên bên trong Và điện năng tiêu thụ thì bao nhiêu à, Empty slot 110 Và chúng ta sẽ còn Ta sẽ bỏ tiếp vào Để coi thử coi tới bao nhiêu nó sẽ đầy Và nó không cho mình bỏ đồ vào nữa đâu đâu, đầy chưa? Item slot 104 vẫn còn quá nhiều. Thằng này nó tiện lợi hơn bởi vì mình thích nó như vậy. Nó không có cần phải làm thêm những cái upgrade gắn vô thành một cục nhiều quá. Chúng ta cứ bỏ hết vào trong này luôn. Nó còn một cái nữa là để chứa fluid là chất lỏng á, chứa được nhâm thạch, chứa được nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ thêm vào những thứ bên này qua bển. Thằng này á, chúng ta không lấy đồ ra thì không đập được cái cục này Nó vẫn còn ở đó Vì vậy chúng ta sẽ chuyển qua đây hết Chuyển qua Và con zombie pigman làm gì qua đây luôn rồi Chúng ta hãy chào đón em zombie pigman đầu tiên đi qua overworld Rồi cho nó ở đó đi Và chúng ta tiếp tục lấy Chuyển qua ngay từ thời điểm ban đầu thì mình đã dự định làm cái này nhưng mà chúng ta chưa có nè đồ code nên chưa làm được giờ chúng ta làm luôn và còn bao nhiêu nữa còn 60 slot. Quá nhiều luôn đúng không? Giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái uh, item box đó đi. Item box này không khó đúng không? và mình có được chỗ search đàng hoàng luôn. Nó vẫn kết hợp với JAI. Giờ mình sẽ cần uh, Orkut chẳng hạn. Đó đến Orkut. Và chúng ta sẽ cần thêm một vài uh, khúc gỗ. Để đi lấy. Ra đây chặt cho lẹ. Đây. Đi một cây luôn. Và lầm. Rồi. Cái item box đó mình có thể đập ra Mình cầm đi nó dễ hơn Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển Rồi dễ dàng thay đổi và nâng cấp Vậy nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều à, Ta bỏ vô nào Giờ ta không cần lấy đồ ra nữa Chúng ta chỉ cần storage network Nó là storage network Và chúng ta cần làm cái này nè Ken. À, Item box Giờ mình vẫn chưa bỏ hết trong này Còn 59 slot Hay ghê chưa Trong này chúng ta phải bấm bằng tay ra thôi và tạm thời bấm bằng tay bởi vì mình không có muốn làm thêm mấy cái upgrade cho nó làm gì không có cần thiết nên không cần phải làm thêm upgrade là như vậy đây bỏ vào trọng bỏ vào trọng chứa bên này ngon hơn chứ và thằng này nó cũng giống như là apply Energetic thôi chúng ta thể bấm nút này để tắt và chúng ta thể search và chúng ta thể coi đồ thì chúng ta có thể bấm và chúng ta có thể kéo qua nhớ là kéo qua được Ừ, mm, Enable À, nói chung là chúng ta sợ trong này là được rồi, cần gì phải bấm trên này đúng không? Mình, mình nhớ là có cái thanh để kéo qua nhưng mà sao trong này nó không có. Rồi giờ chúng ta sẽ lấy ra nào. Lấy hết tất cả mọi thứ ra, bỏ vào trong này. Chúng ta chứa trong này ngon hơn. Và mình vẫn chưa thấy chúng ta hết chỗ chứa, vẫn còn được 18 chỗ. Ghê chưa? Và chúng ta hãy bỏ những thứ này vào luôn. Bỏ hết vào. Và tới khi nào nó không bỏ được nữa, chúng ta sẽ cần phải thêm một cái storage box vào tới đâu rồi một một chỗ nữa à, cái cái dead note đó chúng ta dục đi khi mà mình chết nó thu thập lại những cái thông tin đó mà à, nếu mà như vậy thì chúng ta khỏe nếu mà như vậy nó vẫn cho phép mình bỏ vào thêm rồi hết rồi hết rồi hết rồi không cho bỏ vào nữa và chúng ta sẽ phải thêm một cái item box nữa đặt ở trên này đi đặt kế bên và mình lại thêm chỗ à, Ngon tuyệt vời luôn đúng không Và chúng ta sẽ có thể đập bỏ thằng này ra Đập bỏ thằng này ra Giờ chúng ta coi thằng này 128 trên 128 Và thằng này không thì chúng ta hãy bỏ lên trên Và mở lên Không thấy Nhưng mà chúng ta kết hợp vào Chúng ta gắn đai ở đây đi nha Chúng ta lại thấy đồ rồi lộn Chúng ta lại thấy đồ ở đây Tuyệt vời Thằng này nó khỏe hơn rất nhiều Và năng lượng thì không thành vấn đề Cái gì thế À, lâu lâu bạn mod uh, cái mod pack này nó lắc một cái như vậy đó. Và bây giờ uh, chúng ta sẽ chuyển hết đồ ở trong những cái chỗ này vào trong này luôn. Sau khi chúng ta đã có được hệ thống để chứa đồ và có cách nào để chuyển đồ vào nhanh hơn không? Cứ phải bấm ra xong rồi uh, chuyển vào như thế này. Tệ quá không? Có chứ, có cách. Bây giờ mình sẽ giới thiệu hai loại cable trước. Đầu tiên là item storage cable. Và chúng ta sẽ cần một bộ rồi một cái nữa là item import cable. Cần một cái hopper trước thì hopper đây. Hopper vô chưa vậy? Hopper và có rồi. Giờ chúng ta có thể dùng con lăn của chuột để có thể lăn được phần này, nó sẽ di chuyển tới lui. Mình nhớ có cái nút kéo á mà sao trong này không thấy. Và nó làm mất tiêu cái phần storage network của tôi rồi. Storage network. Bây giờ chúng ta cần một cái là import. Đây. Cái thằng này nó là cái gì? thì mình sẽ cần phải có thêm một cái uh, chess nó kêu là chess gì ta diamond chess trên poster luôn đi nó dùng để di chuyển những cái chess và mình sẽ cầm cái chess bên dưới này lên mình sẽ để ở đây bây giờ ta hãy uh, loại bỏ hai cái item box ra trước để chúng ta dễ thấy và trong này không có gì nha mình sẽ sử dụng cái đầu tiên là item storage cable mình sẽ để xuống và nó kết nối với lại cái master cable chúng ta sẽ nhìn thấy được đồ ở trong cái chest này và khi mình lấy đồ thì nó sẽ mất ở trong cái chest à. và khi mình bỏ vào đây nó sẽ vào cái chest đó như vậy nó đã chứa ở trong cái chest chúng ta có thể coi đồ ở trong chest được và làm cách nào để chuyển từ đây vào trong đó nhanh hơn điều dễ nhất là bạn cần phải có một cái import cable và mình sẽ gắn lại cái item box. Chúng ta sẽ gắn lên phía trên nó một cái ở đây và đây là import. Khi mình gắn import vào, nó đang rút đồ vào nè. Và chúng ta có thể gắn thêm những cái import để tăng tốc độ. Đây. Hai cái chạy lẹ hơn và đã vào trọng, từ từ vào hết. Nó. thấy chưa? Nó chỉ cần có năng lượng để sử dụng và chúng ta rất là khỏe trong cái việc nâng cấp À, hay là chúng ta thu dọn bởi vì đây là cái nơi ở tạm thời mình sẽ phải đi ở chỗ khác Mà không lẽ mình cứ phải tháo đồ ra hết bỏ vào chest trở lại bởi vì cái storage uh, easy storage đó thì cái kho chúng ta không đập ra được khi còn đồ ở trong cái kho chứa này vì thế chúng ta làm cái thằng này nó tuyệt vời hơn rất là nhiều giờ mình sẽ có thể để lên một phát ở trên này nó giống như thằng kia bạn không cần phải để đúng theo cái hình dạng nào hết cứ lắp đủ cái master cable rồi uh, item request table item box là chúng ta xài được rồi ngoài ra nó vẫn còn một số thứ để chúng ta có thể xài ngon hơn ví dụ như là chúng ta sẽ có ở đây là fluid export nó tương tự với lại chất lỏng thôi và item indicator sẽ cho biết chúng ta có được đồ trong hệ thống hay không và đây là block liquid data nó sẽ hủy những cái khói ở trước nó, chúng ta có thể kết hợp để làm những cái máy tự động và đây là gì fluid box nè để uh, chứa những cái chất lỏng á và trong này là toggle unit là tắt mở một phần của hệ thống và đây đây là một cái remote để xài từ xa chúng ta có thể làm được không thiếu mình đâu có đủ ender pearl đâu ha và chúng ta sẽ phải chờ thì cái đó từ từ làm nhưng mà thằng này nó ngon lắm bởi vì cái thằng uh, cơ bản là loại này nè nó chỉ xài trong vòng 32 ô thôi nhưng mà khi chúng ta đẩy lên item advance nó có được nether star đó Mà chúng ta có thể xài ở bất cứ độ xa nào cũng được và qua một thế giới khác cũng xài được qua nether cũng vẫn xài được mặc dù cái chỗ này nó không lót khi mà mình thử ở bên test world nhưng mà khi chúng ta vào game bình thường như thế này thì chúng ta cần phải kiểm tra lại mà mình nghĩ thì nó sẽ cần phải lót ra chứ không có chuyện mà không lót ra chúng ta cũng mở lên coi được đâu ha và trong này đã xong rồi nè Sau khi xong rồi chúng ta cứ thu dọn Vậy thôi Và xong Bây giờ đồ đã vào trong hệ thống hết rồi Giờ mình coi thử coi Đồ ăn à, Có trong này hết rồi Và chúng ta có thể bỏ những cái cable này vào Bỏ chest này vào Và đây là cái chest trên Porter thôi Nó cũng lụm được cái thằng này luôn Đó và Mình có thể để xuống được Thì nó xài cũng khá nhiều Sau một hồi điều tra và nghiên cứu Lý do chúng ta bị Crash là em này Crap Tintation Bấm phải chuột vô cũng Crash Bấm trái chuột vô cũng Crash Rồi uh, sử dụng cây rìu để chặt cũng Crash Vì vậy để lại nha Không đụng tới nữa Đụng tới nguy hiểm quá Và chúng ta sẽ sử dụng TNT để tiễn nó đi Không có Mini TNT hả ta uh, My car with TNT Dark Utility Dark Utility cũng là TNT Và nó sử dụng Wound Ta làm được không Ta chỉ có đủ Gunpowder thì phải có thử coi Gunpowder powder Ồ oh, không có Gunpowder powder luôn á chứ đó mà đủ chứ không đủ à, Trong này cũng không có luôn Và như vậy là mình sẽ Chờ mình có TNT Mình sẽ cho nổ nó, nó luôn Chứ mình không đụng như nó nữa Nguy hiểm quá Bấm cái crash world tôi luôn á Bây giờ chúng ta cần phải dọn những chỗ này đi nè Và đừng bấm tới nó Chỗ khác bấm được, chỗ đó bấm được Ác vậy đó Bây giờ chúng ta còn một chuyện nữa trong ngày hôm nay Cũng là vấn đề quan trọng nhất đó chính là xây dựng căn cứ mình sẽ chọn vị trí này để chúng ta bắt đầu xây dựng căn cứ và thiết kế cũng đã có giờ mình sẽ cần phải đi kiếm thêm một chút nguyên liệu để chúng ta có thể xây dựng nó được và mình sẽ sử dụng cái thằng digital miner để hỗ trợ mình kiếm một số thứ mình cũng đã cho nó đào những cái alabaster rồi chúng ta hãy lên trển để chỉ các bạn coi đường lên nó hơi bị ngoằn ngoèo một chút sau này chúng ta sẽ có đường đi tốt hơn bởi vì thằng digital miner này có thể đào theo yêu cầu mà. Đi lên đi lên. Đây, mình đang đào alabaster nè và chúng ta stop nó một cái reset và xem config. Lần trước chúng ta chỉnh filter là Auditionary đúng không? Thì lần này filter sẽ là item stuck. Và mình sẽ cần phải để một cái cục làm mẫu vô thì đây là alabaster nó nhận. Chúng ta chỉ cần bấm save là nó sẽ chỉ đào alabaster mà thôi. Giờ hãy coi này nha. Tu Mai 3.000 mấy Alabaster và vẫn đang tiếp tục đào Khi mà cái chest ở bên ngoài mình đang để một cái chest nó đã đầy rồi đó Nó sẽ để vào bên trong cái kho chứa riêng của nó 3.000 mấy nữa chắc không đủ đâu Nhưng mà chúng ta có được cái lượng Alabaster lớn để xây dựng Và đây là thiết kế mà mình sẽ xây dựng cái căn cứ Chúng ta sẽ làm một cái nhà vô cùng bình thường Không có làm cái gì cao siêu đâu Bởi vì mình muốn chúng ta ở nhà cửa Rồi chúng ta có đường đi vào và chúng ta sử dụng Alabaster Đây là loại gạch của thằng Environmental Tech Nó rất là đa dụng Ví dụ như mình có được một cái Alabaster như vậy Mình không thích nữa, mình chuyển nó thành Paver Và mình có thể chuyển rất nhiều Mà không cần phải lo đến chuyện là Ờ, à, giờ chết rồi, tôi chuyển nó thành Paver hết rồi Giờ chúng ta thiếu Alabaster sao giờ Ta có thể chuyển ngược lại Quá khỏe luôn Và bốn cục này có thể chuyển thành một cái Brick Tuyệt vời Và từ Brick chúng ta không thích vẫn có thể chuyển ngược lại được Alabaster Công thức của nó nó xoay dòng như vậy rất là dễ chúng ta xây dựng Và bây giờ thì mình sẽ làm thêm những cái paver này Đây là cái paver slab Bởi vì chúng ta sẽ cần phải làm những cái món này nè Và chúng ta sẽ làm thêm trapdoor Ở bên trong thì mình sẽ sử dụng Orgwood Đây Và chúng ta sẽ có những cây cột lên Cây cột này để chúng ta biết là giống như bên ngoài Đây giống như chang bên ngoài và mình đang phân vân giữa việc có lắp kiến hay không thì có thể sẽ không lắp kiến bởi vì đây là làm cửa chúng ta có hai cánh cửa hai bên nữa nè lắp kiến làm gì đúng không đây là cánh cửa nè nên không cần lắp kiến và chắc là buổi tối mấy con xương hay con gì chắc nó cũng hỏi thăm dữ lắm ừ, thôi lắp kiến đi nhưng mà chúng ta sẽ ốp kiến tắm chứ không ốp kiến hợp cho nó dễ dàng nhìn ra nhìn vô và tránh cái chuyện mà quái nó chạy ra chạy vô nữa phiền lắm mấy con nhện rồi mấy con gì đó còn chỗ này thì chúng ta chưa có đục ra Và mình sẽ để những cái cột này lên để chúng ta chống lên nguyên cái công trình ở bên trên nữa Chúng ta sẽ có một chỗ để làm cái cầu thang đi lên Thì đường vào ở phía trước là đây đúng không Thì chúng ta sẽ làm cái cầu thang ở đâu đây nè Sau khi mình ốp cái sàn xong và lần này mình ốp sàn là một ô thôi chứ không ốp sàn hai ba ô nữa bởi vì mình cảm thấy không cần thiết và chúng ta hãy cùng nhau làm một cái cột nào chúng ta sẽ có cái cột ở nơi đây leo lên và chúng ta không cần tới đó đâu Như đây là đủ Và mình sẽ sử dụng Builder One Chạy lại đây Chúng ta sẽ có thể xây dựng rất lẹ đối với Builder One Tuyệt vời Và qua phần Extra Utility Tool này Nó thay đổi Có nhiều thứ rất là thú vị Chừng nào chúng ta đi vào Extra Utility sẽ nói tới Nhưng mà cái Builder One có từ đầu như thế này Làm cho bản mod Better Builder One Chúng ta có Better Builder One trong này nè Trở nên kém phần thú vị đây đó better be the one này nó không hay bằng thằng góc vì vậy mình sử dụng thằng góc luôn mà chưa kể nó còn có destruction one nữa chứ không thích chúng ta có thể hủy rồi sau đó chúng ta có thể xây lại ấy và chúng ta vừa hết cái phần awkward đó chúng ta có thể tiếp tục Giờ chúng ta kéo ra đây chúng ta hãy kéo hết phần này đi nào và phía trên này mình cũng sẽ xây dựng y chang như vậy luôn và một cái nữa chúng ta chưa biết là mình sẽ xây máy bằng à, không phải máy bằng Chúng ta có thể xe máy bằng cũng được nhưng mà không đẹp. Máy bằng là để chúng ta làm sân thượng á. Và mình nghĩ chúng ta sẽ làm dạng máy nếu mà chúng ta đi lên cao quá thì cũng hơi ghê. Thì chắc chúng ta sẽ có thêm được một tầng gác máy ở trên nữa thì cũng đẹp. Đó. Và còn chỗ này mình chưa sửa hả? Ta cần phải sửa lại luôn. Cây này đang ở chế độ gì vậy? Fast. ven Một phát là đi hết tới dưới luôn á. Rồi chúng ta lấy cái paper xuống. Mình sẽ đổi lại. Chúng ta sẽ làm cái thằng này thành góc. Bởi vì lúc ban đầu mình dự định là không có sử dụng cái góc này nó lòi ra Nhưng mà nghĩ lại sử dụng cái góc nó lòi ra nó sẽ đẹp hơn nhiều Và như vậy nó sẽ có được một cái cảm giác là cái nhà chúng ta nó có tạo được cái cảm giác khi mà mình xây một cái nhà mà mình thấy nó bị ví dụ như cái cột này nằm ở trong mình cảm thấy cái nhà nó bị xẹp nó chỉ có cái mặt phẳng thôi nó không có tạo được cái cái độ hình học ở trong đó nên mình quyết định là chúng ta sẽ phải có một cái cột đi ra ngoài và chúng ta sẽ up cái cột này lên cao đụng tới cái mái luôn hy vọng là trong tập này chúng ta sẽ xong được cái căn cứ để trong những tập kế tiếp chúng ta có được một cái nơi ở và làm được chuyện khác còn bây giờ chúng ta đã đủ hết rồi đúng không giờ cột đã lên thì chúng ta nên kéo cái cột lên chút xíu và cây cột này còn một cột nữa ở đây chỗ này chưa đục tường ra chưa biết được là chỗ nào ha chúng ta có thể đếm 1, 2, 3 thông thường là 1, 2, 3 đó rồi giờ để chỉnh lại fast ây da cây này nó đập lẹo quá và chúng ta sẽ có 1, 2, 3 ở đây giờ mình sẽ cần thêm rất nhiều trapdoor để chúng ta làm cái cửa sổ và thêm một số cái paver như mình nói rồi đó và còn cái phần cầu thang đi lên thì chúng ta sẽ chọn ở giữa này hai cái ở giữa và 1 2 3 ô nè thì chúng ta sẽ chừa ra 3 ô trước 1 2 3 thông thường mình hay làm 3 ô là nhiều và lộn mình rồi nè, thấy không đó chúng ta sẽ để một khói ở đây lại và khoảng này 4 3 x 4 và cầu thang sẽ lên ở đây chỗ này đi lên thì cầu thang chúng ta sẽ suy nghĩ coi chúng ta sẽ sử dụng màu gì cho nó phù hợp còn phần trong này như thế là xong Bây giờ mấy cây cột này chúng ta ốp lại luôn. Đây. Ốp mấy cây cột lại. Và bên trong này đảm bảo là đủ độ sáng bởi vì đã thấp đuốc rồi. À, nhìn từ bên trong rất đẹp. ấy, còn thiếu bên này chút xíu. Giờ để đục tường ra luôn đi ha. Đây. Đó. bắt 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 Sao chỗ này hơi kỳ kỳ. À, chỗ này hơi kỳ kỳ. Bởi vì chỗ này cắm cây cột sai. <laughs> Cấm <laughs> sai cột Thành ra thấy nó kỳ kỳ Bởi vậy hết chứ Khi chúng ta làm sai chúng ta nhìn vào biết liền à Đó Ta chỉ cần sửa lại thôi Rất đơn giản Và chúng ta đã hoàn thành được những cái cửa sổ Mình đã bỏ cái miếng che ở phía bên trên Bởi vì thấy nó không cần thiết lắm Hai cái để nhìn nó kỳ quá Một cái thôi Đẹp rồi một cái nữa là chúng ta đã di chuyển cái cầu thang lúc ban đầu chỗ này mình dự định là chúng ta sẽ đi xéo lên đây đúng không nhưng mà thôi chúng ta sẽ đi thẳng ở giữa lên luôn đi từ đây lên và ở đây mình sẽ ốp một cái lớp kiến hợp để chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài cũng có thể là chúng ta sẽ làm ở đây là một cái cửa mới để chúng ta đi ra đằng sau này chẳng hạn chúng ta có một cái sân sau ở ngoài này thú vị và chúng ta sẽ có thêm được hai tầng nữa bởi vì chúng ta sẽ có một tầng này và một cái tầng gọi là cái tầng áp máy á, là trên đó chúng ta sẽ có thể chứa những cái thứ vô cùng nguy hiểm khi mà bạn lên tầng áp máy bạn nghe tiếng có ma đó còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hy vọng rằng trước tập sau chúng ta sẽ hoàn thành được cái căn cứ này hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp bye bye